Hello, Vlog Ngoại Đột Pitch xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2024. Vừa rồi là những hình ảnh sau khi đội tuyển Việt Nam để thủng lưới ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ 3 của bảng F vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Kết quả chung cuộc của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua với tỷ số là 0-1 và thất bại trên sân Gelora Bung Karno, cũng đồng nghĩa là đội tuyển Việt Nam đã để cho Indonesia tạm thời vượt qua để giành vị trí thứ hai ở bảng F. Đây có thể nói là một kết quả rất là buồn dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, và càng buồn hơn nữa bởi theo như cái kết quả này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta bị trừ hơn 12 điểm và sẽ tụt xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đây là một kết quả không hề mong muốn dành cho thầy trò huấn luyện viên Philip Tuchel. Mặc dù là chúng ta vẫn tạm thời đang đứng ở vị trí thứ 3 chứ chưa tụt xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng ở bảng F, khi mà ngày hôm qua thì đội tuyển Iraq họ cũng đã đánh bại đội tuyển Philippines với tỷ số là 1-0. Và độc chiếm cái ngôi đầu bảng F. Thì có thể nói là cái cơ hội để đội tuyển Việt Nam ghi tên vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup mặc dù là vẫn còn nguyên, nhưng mà cơ hội thì thực sự là rất khó khăn, nhất là với những gì mà chúng ta đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam thể hiện ở trận đấu trên sân Gelora Bung Karno. Thì không ít người cảm thấy rất là buồn. Cái buồn ở đây là cái tấm hình nền mà trong cái chương trình livestream này mình đã để. Đó là hình dàn cầu thủ, có thể nói là được xem như là dàn cầu thủ triệu đô, bởi vì giá trị chuyển nhượng của họ thực tế là triệu đô thật. Chẳng hạn như là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Đức Chiến hay là Lê Phạm Thành Long. Họ đều không được ra sân ở trận đấu chính thức ngày hôm qua với Indonesia. Và như Dũng cũng đã chia sẻ trong các cái chương trình livestream trước thềm trận đấu, thì Dũng đã nhắc đến cái yếu tố đó là rất có thể sẽ là một đội hình được mix giữa các cầu thủ trụ cột thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây và các cầu thủ trẻ mà huấn luyện viên Philip Tuchel rất tin dùng. Và thực tế là cái đội hình mà ngày hôm qua khi mà được Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ công bố thì chính xác 100% với những gì mà Dũng cùng với các thành viên trong đoàn du lịch ngoài đường pit đã may mắn đứng xem và thấy được. Thì có thể nói là đội hình này khi đối đầu với Indonesia đã không thể tạo nên được cái cú sốc cho đối thủ trên sân Gelora Bung Karno. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Shin Tae-yong ông sử dụng 6 cầu thủ nhập tịch ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Cả 6 cầu thủ nhập tịch này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đều tung ra ngay từ đầu trận. Điều đó chứng tỏ cái quyết tâm rất là lớn của huấn luyện viên Shin Tae-yong là đưa ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, thay vì là sử dụng 4 cầu thủ hoặc là 5 cầu thủ rồi hiệp 2 tung thêm 2 cầu thủ nhập tịch vào để phá sức đội tuyển Việt Nam. Thì không, ông chơi luôn một canh bạc tất tay với tất cả những cầu thủ nhập tịch mà ông đã có được để đặt ra cái mục tiêu là đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Đối thủ họ đã quyết tâm như thế, họ sử dụng một lực lượng mạnh như thế. Còn Việt Nam chúng ta thì lại sử dụng một bên cánh toàn là những cầu thủ trẻ: Phan Tấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc. Và càng khó hiểu hơn là ở hiệp 2 thì chúng ta cũng đã thấy, khi đội tuyển của chúng ta thua thì lần lượt là những cầu thủ được tung vào sân đầu tiên lại là những cầu thủ ở vị trí phòng ngự, trong khi Nguyễn Tiến Linh thì vào sau một chút so với Vũ Văn Thanh, hay là Văn Toàn thì vào rất là muộn, còn 10 phút nữa thì thậm chí là còn chưa kịp làm nóng thì là đã hết giờ rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Quang Hải
Xin mời cả nhà hãy cùng quan sát cái biểu hiện của Quang Hải để thấy được cái sự thất vọng. Đoạn clip này có lẽ mình đã tập trung vào biểu hiện của các cầu thủ, cho nên là mình đã cảm nhận được rõ cái nỗi buồn và cái sự ngỡ ngàng của Quang Hải. Một hình ảnh mà có lẽ là nó đã phần nào đó phản ánh được là tại sao đội tuyển của chúng ta lại không thể tạo ra được một tình huống tấn công nào được xem là có thể sát thương cho Indonesia. Đầu tiên là đây, xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng nhìn hình ảnh đầu tiên. Đó là khi mà mình quay Võ Minh Trọng. Mình để ý thấy bạn ấy đã đi không nổi nữa rồi. Và bạn ấy đã lết ở trên sân rồi. Thế nhưng mà không hiểu là tại sao mà chưa thay ra. Đến khi huấn luyện viên Philip Thuse đưa ra cái quyết định là thay người với Võ Minh Trọng, thì Quang Hải tưởng được vào sân, nhưng cuối cùng lại không phải là như thế. Xin mời quý khán giả nhìn lên màn hình ạ. Và hãy nhìn kỹ Quang Hải. Vũ Xuân Du kéo Quang Hải, bạn Đình Du kéo Quang Hải lại. Và Quang Hải đã thực sự là thất vọng, ngỡ ngàng. Hãy nhìn động tác, hãy nhìn những cái chia sẻ của Quang Hải này. Hãy nhìn những cái phản ứng, cái biểu hiện của Quang Hải với Văn Toàn. Chúng ta còn thực sự là tối ngày hôm qua không ngủ được, khó ngủ quá, mệt. Mệt vì chen lấn thì không nói, nhưng cái mệt về cái tâm lý là cái điều rất là đau đớn. Rất là nhiều người hâm mộ nhắn tin cho mình cả đêm, nhắn cả đêm luôn, từ các chú lớn tuổi cho đến những bạn nữ luôn, các bạn nữ, các bạn còn trẻ. Rồi nhiều em nhỏ cũng nhắn: chú Dũng ơi, tại sao Quang Hải, anh Quang Hải không được đá, vân vân. Rất là nhiều. Mình cũng không biết giải thích như thế nào, bởi vì xem cái tấm hình, càng xem cái tấm hình thì chúng ta lại càng khó hiểu. Đối thủ họ tung ra lực lượng mạnh nhất, còn chúng ta thì lại sử dụng một đội hình pha trộn. Nhiều người nói giá như là Hồ Tấn Tài ra sân từ đầu, một biên Xuân Mạnh bên kia, hoặc Văn Thanh nữa, rồi ở giữa là Đức Chiến đá cùng với Hùng Dũng, ở phía trên là Hoàng Đức, rồi Quang Hải, thì mọi thứ nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhâm Mạnh Dũng có thể bạn ấy chơi rất tốt, nhưng vào sân từ ghế dự bị sẽ là một giải pháp tốt hơn nữa. Đình Bắc thì thực sự ngày hôm qua bạn ấy lạc lõng, và nên nhớ là Đình Bắc cũng đã có một khoảng thời gian bị treo giò, bị ban huấn luyện treo giò nội bộ ở câu lạc bộ Quảng Nam. Thì thực sự mà nói là để bạn ấy có cái cảm giác bóng tốt, bạn ấy thi đấu tốt là điều rất khó xảy ra. Khi mà cái khoảng thời gian thi đấu của một cầu thủ mà khi bị chững lại, thì việc mà ngay sau đó được gánh để đá chính, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến bạn ấy. Không phủ nhận được cái điều này. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Vlog ngoài được biết, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin được cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tương tác một chút trước khi mà mình ra sân bay để quay trở về lại Việt Nam. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài được biết trong các chương trình tác nghiệp. Xin mời cả nhà chúng ta đến với phần tương tác. Tặng ngay đi lấy lọc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Xin được gửi lời chào đến bạn Đại Hùng. Cảm ơn VFF đã giúp bóng đá Việt Nam tăng vượt từ hạng 92 lên hạng 112. Vậy là quá thành công rồi. Tăng 20 hạng lận, mà cảm ơn thầy Chuse nhiều.
một cái lời nói rất là mỉa mai. Nhưng mà ở thời điểm này thì mình nghĩ rằng là rất khó có sự bào chữa và bênh vực từ các cổ động viên dành cho huấn luyện viên Philippe Thuce. Thực sự là rất là khó. Lúc này đây thì đội đang đá như thế này. 4 ngày nữa thôi. Ngày hôm nay đội tuyển về nước chắc là sẽ không tập. Ngày mai sẽ tập phục hồi và sau đó sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 26 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam cần phải làm gì để sớm lấy lại tinh thần cũng như là có cái sự quyết tâm cao độ nhất cho cái trận đấu với Indonesia? Xin được chia sẻ với quý khán giả. Nếu như ngày hôm qua huấn luyện viên Philippe Thuce sử dụng toàn bộ 6 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 2 cầu thủ vừa mới nhập tịch ở đây thôi, thì chúng ta mới thấy là ông quyết tâm như thế nào cho cái trận đấu với Việt Nam. Vậy thì cũng chẳng có lý do gì để đến ngày 26 tháng 3 khi mà ông có đủ trong tay tới 10 cầu thủ nhập tịch, ông lại không sử dụng 6 cầu thủ đến 7 cầu thủ ở đội hình xuất phát và thêm 3 cầu thủ nữa ra sân từ ghế dự bị để phá sức đội tuyển Việt Nam chúng ta đâu. Vậy thì phương án nào khả dĩ nhất để đối phó đây? Phương án nào ạ? Vẫn là đội hình ngày hôm nay ạ. Các em vẫn tiến bộ giống như là lời của huấn luyện viên Philippe Thuce chia sẻ đúng không? Quá khó. Xin chào bạn Phan Anh Tú, Phạm Văn Đại, bạn Phong Hữu, bạn anh Khoa Phạm. Chào Dũng, ông Thuce mang đến Việt Nam một lối đá gây ức chế cho người hâm mộ. Dạ thì cái này đã được chứng minh ngày hôm qua rồi. Ngồi trên khán đài mà báo chí Việt Nam mình chỉ có 3 anh em phóng viên viết, trong đó có mình đăng ký chức danh là phóng viên viết ở đợt tác nghiệp này. Có 3 anh em thôi. Và không có một cái cơ hội nào để mà nhổm dậy ăn mừng luôn. Mà họ gọi là nhổm dậy tiếc nuối cũng không có luôn. Tại vì dứt điểm quá tệ. Dứt điểm quá tệ. 20-30 phút đầu tiên, cái thế trận ở trên sân có cảm giác như đội tuyển Việt Nam lấn lướt và chúng ta chơi tốt. Nhưng thực tế thì nhìn kỹ thì thấy là Indo họ để xem chúng ta đá như thế nào. Vì họ quá tự tin với dàn cầu thủ nhập tịch cao lớn của họ, chấn giữ ở các cái trục dọc của họ và ở hành lang biên. Số 11, số 14, số 18 là những cầu thủ nhập tịch mà phải nói là đã cực kỳ là hiệu quả. Họ lấy bóng trong chân của chúng ta một cách rất nhẹ nhàng và chuẩn chỉ. Tây mà, chơi bóng ở đẳng cấp cao ở châu Âu mà. Có thể không phải là những câu lạc bộ nổi tiếng, cũng có thể không phải là những giải cao nhất, nhưng mà đủ rồi. Như vậy là cũng đã đủ để gây ra khó khăn cho các cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nhưng đừng nghĩ rằng là Indonesia nhập tịch nhiều thì có thể là dọa được Thái Lan. Ngày hôm qua đội tuyển Thái Lan họ đã tạo ra một cơn địa chấn khi mà họ hòa với đội tuyển Hàn Quốc, tỷ số là 1-1 ngay tại Hàn Quốc luôn. Singapore ngày hôm qua cũng hòa với Trung Quốc, đúng không ạ? 1-1 hay 2-2 mình không nhớ rõ. Wow, Singapore hòa với Trung Quốc cả nhà. Chuyện gì vậy? Ủa vậy là bóng đá Việt Nam chúng ta đang bị chững lại. Mình sẽ không nói là đang đi xuống, mà mình sẽ nói là đang bị chững lại. Và các đối thủ đang tiến lên, đang vượt lên chúng ta, đang tốt hơn chúng ta, đang phát triển hơn, đúng không ạ? Vậy thì có lo cho cái giải đấu vô địch Đông Nam Á cuối năm không ạ? Lo chứ. Chưa thấy ông Malaysia đá như thế nào thì còn bây giờ đã thấy thêm ông Indo và ông Singapore nữa. Xem ra là chặng đường của đội tuyển Việt Nam ở cái giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup á, và cuối năm nay cũng là một chặng đường khốc liệt lắm chứ không phải đùa đâu. Muốn vào lại chơi ở chung kết cũng là điều không còn dễ dàng nữa đâu. Vô cùng là khó khăn dành cho bóng đá Việt Nam nếu đá như thế này. Còn cái chuyện huấn luyện viên Philippe Thuce ông bị sa thải hay không thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói thiệt với cả nhà lúc này có lẽ cũng đang đếm ngược, bật cái đồng hồ đếm ngược rồi.
Có một số ý kiến của khán giả thì cho rằng là nên sa thải ngay lập tức để đưa một huấn luyện viên nội tiếp quản đội tuyển lúc này. Và thứ nhất là để tìm mọi cách là đánh bại được Indonesia đã, rồi tính sau. Nhưng mà liên đoàn họ có làm hay không là câu chuyện khác. Xin chào bạn Nguyễn Nhường, thay huấn luyện viên anh ơi. Không hiểu nổi cách thay người của ông. Lối đá Indo không có gì, tại đội của chúng ta quá tệ. Xin cảm ơn bạn Nhường Nguyễn. Mình quay trở lại với những cái hình ảnh tối đi. Để cả nhà thấy nè, có những cái có những cái phản ứng của huấn luyện viên Philippe Thuyse. Đây là cái phản ứng sau khi Minh Trọng mắc sai lầm nè. Ông rất là tức giận, kiểu giống như là tôi đã nói rồi, tôi đã nói thế nào rồi, vân vân. Cả nhà xem lại cái tình huống quay chậm chưa? Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta lại có cảm giác như là các cầu thủ Indonesia mới đang là các hậu vệ, còn các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam giống như là đang dâng cao để tấn công vậy đó. Tức là mỏng, mỏng người ở cái khu vực ngay trước mặt của thủ môn Philippe Nguyễn hơn rất nhiều so với Indonesia. Bảy việt vị, hay là vì sự thiếu tập trung, hay là vì sự thiếu chuẩn bị trong các cái tình huống hay của đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Nó đã dẫn đến một cái pha bóng giật mình của Minh Trọng và đỡ trái bóng mà như là truyền cho đội bạn họ ghi bàn vậy. Xin chào bạn Đăng Vũ. Chào Dũng, coi đội tuyển Việt Nam đã chán quá. Ông huấn luyện viên nên từ chức đi là vừa. Giờ đội tuyển đá mà cũng không muốn coi luôn đó. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đăng Vũ. Xin chào bạn Thanh Nghị. Chào Dũng nhé, thực sự rất buồn. Thức để xem Việt Nam đá, xem xong vừa mượn, vừa buồn, sáng dậy không muốn đi làm luôn. Đây là tâm trạng chung của tất cả mọi người, bạn Thanh Nghị. Khán giả họ bức xúc lắm, nhắn với mình từ group riêng, group cá nhân, từ Facebook, Zalo, mọi thứ. Nói tóm lại là cảm giác rất là bức xúc. Xin chào anh Lê Văn Thành, về nhà thôi Dũng ơi. Dạ, chiều nay thì em bay về. Em bay cách đội tuyển Việt Nam khoảng 30 phút thôi. Và có lẽ là sẽ còn gặp đội tuyển Việt Nam ở sân bay nữa. Xin chào bạn Nguyễn Thị Hoa, bạn Võ Thành Quân. Ông Thuyse nên về Pháp nhanh chóng cho người hâm mộ được nhờ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Võ Thành Quân, bạn Khánh Hoàng. Chào anh Dũng, Việt Nam có luật đào thải khi không làm được việc. Vậy theo anh thì bao giờ VFF sẽ ra quyết định? Như Dũng cũng đã chia sẻ rồi, có lẽ VFF họ chỉ còn chờ cái thời điểm đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua được vòng loại thứ hai FIFA World Cup để đưa ra quyết định chia tay. Bởi vì lúc đó ông sẽ không hoàn thành được cái nhiệm vụ đã đề ra trong cái hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì phải ra đi và không đền bù hợp đồng. Có bao tháng lương thì nhận theo đúng cái số lượng mà tháng đã làm. Nhưng mà nếu như vậy thì có phải là đau đớn cho bóng đá Việt Nam chúng ta và đau đớn cho người hâm mộ không nữa, đúng không ạ? Đau đớn cho người hâm mộ chúng ta. Bởi vì điều này thì cũng đồng nghĩa là ô, vậy là Việt Nam mình đã không thể vào vòng loại thứ ba World Cup. Mà cái điều này thì có ai muốn đâu ạ, đúng không ạ? Chắc chắn là người hâm mộ cũng sẽ không muốn. Ở trong cái tình cảnh này, người hâm mộ có lẽ là rất muốn ông ta ra đi, nhưng không muốn đội tuyển Việt Nam dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup. Vì tình yêu mà, chúng ta yêu đội tuyển của chúng ta. Chúng ta không thích ông ấy, ok, nhưng chúng ta yêu đội tuyển của chúng ta. Và chúng ta mong đội tuyển của chúng ta phải vượt qua Indo, chứ ai lại mong là bây giờ thua Indo rồi không làm được gì với cái vòng loại thứ hai World Cup này thì còn nói làm gì nữa, đúng không? Còn cái nỗi buồn nào mà lớn bằng khi mà mới cách đây chưa lâu chúng ta còn được dự cái vòng loại thứ ba FIFA World Cup và được đối đầu với hàng loạt những đội bóng tên tuổi của châu lục. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện ở bóng đá vùng trũng.
Ngày hôm qua có một bạn phóng viên, bạn ấy viết một câu cũng khá là hay. Đó là chúng ta đã xây dựng một cái sự thành công mất đến 5 năm, nhưng chúng ta đạp đổ nó chỉ trong vòng 1 năm. Đó là ám chỉ đến thành công của thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cái sự thất vọng mà đỉnh điểm là cái trận thua ngày hôm qua trước Indonesia ở vòng loại thứ 3 World Cup. 3 lần đội tuyển Việt Nam, xin lỗi, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Thuse là bại tướng của bóng đá Indonesia. Ở SEA Games thì huấn luyện viên Philippe Thuse thua huấn luyện viên Indra Jafri. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại Asian Cup và vòng loại World Cup này thì ông là bại tướng của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Cả nhà nhìn hình ảnh hôm qua sau trận đấu, mình có một cái tấm hình, đó là huấn luyện viên Philippe Thuse vui vẻ trò chuyện cùng với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, tay bắt mặt mừng luôn. Và đẻo nhất là như thế này, đẻo nhất chính là trong cái phần họp báo trước trận đấu thì huấn luyện viên Shin Tae-yong ông ấy khen huấn luyện viên Philippe Thuse quá trời luôn, nghe mà rất cay. Lần nào cũng như lần nào trước các cái cuộc đối đầu, ông Shin Tae-yong ông ấy cũng dành rất nhiều lời khen cho huấn luyện viên Philippe Thuse. Cái điều mà ông ấy không nói khi đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo, một người đồng hương, một người đàn anh của ông ấy. Ở bóng đá Hàn Quốc có cái phần gọi là kính lão đắc thọ mà, rất tôn trọng cái phần đó. Nhưng mà chúng ta biết rồi, khi mà huấn luyện viên Shin Tae-yong kèn cửa với huấn luyện viên Park Hang-seo và hai người tỏ vẻ ra là không ưa nhau á, thì huấn luyện viên Shin Tae-yong không bao giờ dành những cái lời khen ngợi cho ông Park Hang-seo cả. Bởi vì ông ấy sợ, ông ấy cảm giác rằng là một đối thủ của mình, một người tiền bối rất mạnh, rất giỏi, và ông ấy có cái cảm giác sợ, nhưng ông ấy không muốn thể hiện cái nỗi sợ ấy ra. Ông ấy chứng minh rằng là tôi không phục, nhưng thực tế là ông ấy sợ. Và thực tế là nguyên một cái khoảng thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc với bóng đá Việt Nam chúng ta thì Indo không là gì cả. Nhưng đến khi huấn luyện viên Philippe Thuse đến thì huấn luyện viên Shin Tae-yong lại rất niềm nở và luôn dành những cái lời khen. Có thể là do cái tên tuổi quá khứ của huấn luyện viên Philippe Thuse đi, dành những cái lời khen đó đi, ok, không vấn đề gì, đúng không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà trời ơi, có một cái cảm giác là những cái lời khen đó là khen cho nó chết. Vậy mới đau chứ. Bởi vì khen xong là toàn thắng người ta không à. Ủa khen gì kỳ vậy? Đang nói mà nhìn cái hình ảnh Quang Hải lại thấy tức. Xin chào bạn Nguyễn Đình Thi, Đình Văn Thi, xin lỗi. Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang chán lắm rồi. Ông chú C nên tự nhận trách nhiệm và từ chức sớm đi. Ông ấy sẽ không từ chức đâu. Cả nhà xem những cái phát biểu của ông ấy đi thì cả nhà cũng tự hiểu được, tự mừng tượng ra được mà. Chắc chắn là ông ấy sẽ không từ chức. Xin chào bạn Đức Phạm. Khi xem đội hình xuất phát của người hâm mộ, rất nhiều người đã cảm thấy bất an rồi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đức Phạm. Xin chào bạn Quân Anh, bạn Đạt Tấn Đạt. Cầu thủ kinh nghiệm thì không cho vào, Tấn Tài Minh Trọng thì phòng ngự yếu kém thì đá chính suốt. Xin chào bạn Đức Phạm. Bạn Tết Trần đêm qua và sáng nay nói ra hết điều gan ruột Dũng ơi. Xin cảm ơn chia sẻ của
ăn Đức Phạm. Lúc này đây thì Tết Trần, anh Minh Hải hay bất kỳ ai cũng vậy thôi, chúng ta đều là người Việt Nam mà. Cảm giác buồn là đương nhiên rồi. Buồn và thất vọng. Cái cảm giác buồn và thất vọng là rất lớn. Trên mạng các bạn thấy đó, một số anh em phóng viên, nhà báo họ cũng bày tỏ cái quan điểm ngược lại với những gì mà họ đã từng ủng hộ huấn luyện viên Philippe Chaussé. Thì chúng ta cũng đủ để hiểu rõ hơn cái vấn đề về cái ứng xử của nhà cầm quân người Pháp với giới truyền thông, với dư luận. Và càng khiến cho người ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao thay vì cái vấn đề về chuyên môn thì đây là nhà cầm quân duy nhất của bóng đá Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay lại chuyển cái sự chú ý tập trung vào cái cuộc đối đầu với giới truyền thông. Nó gợi nhớ đến hình ảnh của một huấn luyện viên rất giỏi của bóng đá Việt Nam trước đây, cố huấn luyện viên Lê Thị Hải. Chú Hải là một người rất thích cãi nhau với báo chí luôn. Thậm chí là cãi nhau ngay trong cái phần họp báo của các cái trận đấu. Nhưng mà chú ấy giỏi, chú ấy giành danh hiệu, chú ấy chứng minh thực tế là chú ấy giỏi. Cho nên là khi chú ấy lập luận và tranh cãi với báo chí, với thế hệ các phóng viên, nhà báo đàn anh của mình, cãi nhau suốt, thì có những cái lập luận phải nói là rất đẳng cấp, rất hay, thì công nhận là như vậy. Rất đẳng cấp và rất hay. Thì người hâm mộ họ cũng hiểu được. Chứ còn huấn luyện viên Philippe Chaussé cho đến thời điểm này, vâng ạ, 11 trận thống kê, 10 trận thua rồi, chỉ có một trận giao hữu là thắng. 10 trận thua, trong đó có 9 trận thua liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia gần đây nhất. 9 trận thua liên tiếp. Giải nào cũng thua. Không biết nói gì nữa. Xin chào bạn Quang Mậu. Ai cũng phản đối cách dụng binh của huấn luyện viên Việt Nam. Xin chào bạn Giúp Bạn Kinh Doanh. Bạn nghĩ sao về việc chúng ta thua một đội vừa mới tập hợp lại cách đây không lâu? Các cầu thủ nhập tịch có khi còn không biết nhau trước đây. Đương nhiên là chuyện mà họ biết nhau là ít. Có những người ở quốc gia này, có những người ở quốc gia khác, có những người mà họ thậm chí là có thể đá đối đầu với nhau ở trên sân, nhưng mà họ luôn nghĩ rằng là Hà Lan thôi mà, cũng đâu có ai để ý là ông này gốc Indo, ông kia gốc Indo mấy. Có khi là cũng như vậy. Tây mà. Nhưng mà khi mà họ ráp vô thì như mình đã nói rồi, cái tố chất của họ, cái đẳng cấp của họ, họ có rồi, họ có sẵn rồi. Họ chỉ cần mất cái thời gian để hòa nhập. Chúng ta để ý lối chơi ngày hôm qua đi ạ. Nếu mà đá như ngày hôm qua thì 30 phút đầu tiên khi Indo họ để cho chúng ta đá thì có cảm giác như là lúc đó họ đang để cho các cầu thủ nhập tịch của họ từ từ hòa nhập vào cái lối chơi chung. Và vì vậy mà họ mới để cho đội tuyển Việt Nam triển khai bóng. Hiệp 2 chúng ta có làm gì được đâu, đúng không? Hiệp 2 khi mà họ đã gắn kết xong rồi là chúng ta thay người muộn rồi, là không còn làm gì được. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Tuấn. Bóng đá Việt Nam còn đi xuống nếu để huấn luyện viên này dẫn dắt. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Thanh Tuấn. Xin chào bạn Úc Trọng. Ông này nhìn chung là có vẻ không có duyên cho lắm. Bạn Lê Duy Nhi. Nếu thua Indonesia, anh Dũng nghĩ VFF có sa thải huấn luyện viên không? Như mình đã nói rồi, ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì có lẽ là cũng đang bật đồng hồ đếm ngược rồi, mài sẵn con dao rồi. Chứ lúc này thì họ cũng đang hết kiên nhẫn thực sự. Một khi mà đội tuyển không thành công, nhà tài trợ chắc chắn quay lưng. Đừng nghĩ rằng là vừa công bố một số những cái nhà tài trợ này ABC XYZ là hay. Số lượng nhà tài trợ đang rút khỏi
Liên đoàn bóng đá Việt Nam khỏi tài trợ cho bóng đá Việt Nam đang ngày một nhiều và là cũng sẽ sớm rút. Tục thể hiện đá như thế này thì làm sao mà thuyết phục được họ, giữ chân được họ đây? Mà không nhà tài trợ thì gọi là làm sao mà kinh doanh? Cái vé vào sân Mỹ Đình có đủ không? Cái vé để vào sân Mỹ Đình xem mình nghĩ là chắc chắn không đủ. Sợ là như vậy. Xin chào bạn, những niềm vui hàng ngày. Anh xem Việt Nam đá mà chán quá Dũng ơi. Thua trận này Việt Nam tụt hạng nữa rồi. Dạ, hạng 112 rồi anh ạ. Và chưa biết là có nguy cơ là tụt hơn nữa hay không mà thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe cái phần phát biểu. Phải nói là việc mà ông ấy nói về cái bàn thua, ông ấy đề cập đến cả cái câu chuyện đó là bàn thua, ngay cả Nhật Bản thì cũng có thể thua. Từ một cái bàn thua ném biên, từ một cái tình huống ném biên của Indonesia, thì thực sự là nó khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất là ngán ngẩm. Bởi vì mọi người không hiểu là ôi tại sao mà bây giờ ông ấy vẫn đề cập đến cái lý do để mà biện giải cho cái thất bại. Một cái thất bại mà nó khiến cho người hâm mộ ở trên sân Gelora Bung Karno chia thành hai thái cực. Cổ động viên nhà thì vui mừng sung sướng, cổ động viên Việt Nam của chúng ta thì chết lặng. Thậm chí là ngày hôm qua, đoàn của chúng tôi, tức là các cô chú anh chị trong đoàn và cả các anh chị em cổ động viên Việt Nam bay từ Việt Nam sang để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, phải chịu những cái vật thể lạ, những cái chai nước đó, nói đúng ra là nói trắng là những cái chai nước ném từ trên khu vực tầng trên của khán đài xuống khu vực của cổ động viên Việt Nam mình ở phía dưới. Có lực lượng an ninh đứng xung quanh để bảo vệ cho cổ động viên Việt Nam mình, nhưng vẫn có những chai nước ném chúng vào cổ động viên Việt Nam chúng ta, ném xuống phía dưới. Và các cổ động viên phải chịu cái sự nguy hiểm như thế để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhưng thất vọng và buồn. Đó là cái điều mà khiến cho mình cảm thấy rất là đau lòng. Và buồn nhất là ngay cả các cổ động viên còn phải dặn nhau là thôi, bây giờ người ta đang ném xuống đầu chúng ta để họ cố tình tạo ra cái sự chú ý. Thôi cổ động viên mình ráng chịu đựng, nép nép lại với nhau, hoặc rồi ngồi đừng nhìn lên trên, mà cứ nhìn tập trung vào trận đấu để bọn nó chán, bọn nó không ném xuống nữa. Trời ơi, đi coi đá banh đó, yêu thương đội tuyển mới đi coi như thế đó. Để rồi sau đó phải chứng kiến những cái hình ảnh buồn. Đây, những cái phát biểu của huấn luyện viên Philippe Thuse Dũng xin được gửi đến quý khán giả. And this is for me a positive attitude. And from this positive attitude, we will prepare our match on 26. Bản thân chúng tôi đã có những sự chuẩn bị về mặt tinh thần, và chúng tôi không bất ngờ về bầu không khí của sân vận động hay là sức ép đến từ những khán đài, đến từ các cổ động viên chủ nhà. Chúng tôi xác định tư tưởng rằng hôm nay là một trận đấu không hề dễ dàng. Và chắc chắn thì đội chủ nhà sẽ có những tình huống mà họ va chạm mạnh, họ đẩy cao đội hình, và đồng thời họ cũng liên tục gây sức ép bằng những tình huống bóng dài chẳng hạn. Tôi cũng dặn dò các cầu thủ từ trước trận đấu đó là làm thế nào phải kiểm soát thật là tốt hành vi cũng như là cảm xúc của bản thân, tránh những tình huống va chạm không đáng có. Để nhìn nhận về trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng hiệp 1 thì tôi cho rằng đội đã có sự kiểm soát trận đấu tốt. Và chúng tôi đã làm tốt các thời điểm mà chúng tôi không bóng phòng ngự, đồng thời là có những tình huống mà chuyển đổi trạng thái tốt trong hiệp 1 để tạo ra một số cơ hội ghi bàn.
Tuy nhiên thì chúng ta đều hiểu được rằng với tính chất trận đấu khá là cân bằng như ngày hôm nay thì đương nhiên là bất kỳ đội bóng nào ghi bàn trước trong một cái bối cảnh như vậy thì đều sẽ đã có nắm được lợi thế. Để nói về bàn thua này thì tôi chỉ có thể nói là đây là một tình huống đến từ sai số cá nhân. Bởi lẽ đương nhiên là chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và tập luyện để phòng chống tình huống này và chúng tôi lặp đi lặp lại thậm chí rất là nhiều lần rồi. Nhưng tôi cũng có thể lấy một ví dụ đó là tại Asian Cup vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản cũng để thua một tình huống trước đội tuyển Indonesia sau một tình huống tương tự thì rất là đáng tiếc. Và đồng thời thời điểm của bàn thua này thì nó lại đến từ vào thời điểm đầu hiệp 2 nữa, khi mà diễn biến trận đấu đương nhiên là sẽ khiến cho cục diện nó tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên là chúng tôi thất vọng với kết quả ngày hôm nay, đặc biệt là khi tất cả các cầu thủ tôi nghĩ rằng đã tuân thủ rất là tốt chiến thuật của đội bóng đề ra, đặc biệt là trong các thời điểm mà không bóng. Dĩ nhiên là với kết quả này thì trận lượt về sắp tới thì chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa với mục tiêu cao nhất đó là giành được chiến thắng. Và đồng thời tôi tin rằng toàn đội bóng, tất cả các cầu thủ thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến những thời điểm cuối cùng, trận đấu cuối cùng của vòng loại này. Với lực lượng hiện tại thì đương nhiên sau trận đấu này thì tôi sẽ cùng các cầu thủ tiếp tục cải thiện và rút ra những cái điều mà tích cực mà chúng tôi đã thực hiện được ở trận đấu ngày hôm nay để thực hiện trong trận đấu lượt về. Then atmosphere next next on 26. Với tính chất của hai trận đấu trong tháng 3 này thì chúng ta có thể coi hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gần tương tự như là tính chất của trận đấu knock out mang tính chất lượt đi lượt về tại Champions League sắp tới chẳng hạn. Đương nhiên là chúng tôi mới trải qua trận đấu lượt đi thôi và chúng tôi vẫn có trận đấu lượt về sắp tới. Và tôi muốn tất cả các cầu thủ tiếp tục tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Dĩ nhiên là như tôi đã nói, hôm nay kết quả chúng tôi không thể hài lòng được. Nhưng về cách chơi, về sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ thì chúng tôi đã thu nhận về và đồng thời nhận về những chi tiết mà chúng tôi sẽ cần điều chỉnh để tiếp tục chơi tốt hơn trong trận đấu lượt về sắp tới. Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi, như tôi đã nói, đó là đạt mục tiêu cao nhất làm thế nào để khôi phục cách biệt hai điểm trước khi trận đấu đã được bắt đầu. Và tôi hy vọng là với trận đấu sắp tới tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội thì chúng tôi sẽ có một sự cổ động nhiệt thành tốt nhất đến từ các cổ động viên nhà, tương tự những gì mà cổ động viên Indonesia đã cổ vũ xuyên suốt ngày hôm nay. Ok, last question. Để nói về lực lượng thi đấu ngày hôm nay thì tôi không muốn đưa ra nhận xét nào về độ tuổi của các cầu thủ cả. Bởi lẽ nếu chúng ta nhìn vào đội hình của phía Indonesia thì bản thân đội chủ nhà thì họ cũng sử dụng khá là nhiều các cầu thủ trong đội tuổi U23. Tuy nhiên sự khác biệt giữa Việt Nam cũng như là với đội chủ nhà Indonesia đó là trong đội hình của họ thì có nhiều các cầu thủ có kinh nghiệm, có trải nghiệm thi đấu nước ngoài hay là châu Âu nhiều hơn. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn ngược lại thì về diễn biến trận đấu hôm nay tôi không cảm thấy được quá nhiều sự khác biệt giữa một đội bóng tập hợp như là Việt Nam chỉ gồm tất cả các cầu thủ chỉ thi đấu trong nước ở Đông Nam Á và một đội bóng mà có nhiều tính chất quốc tế như là đội tuyển Indonesia. Để nói về trận đấu ngày hôm nay thì dĩ nhiên như tôi đã nói, mấu chốt thay đổi trận đấu ngày hôm nay đó là thời điểm mà Việt Nam phải nhận bàn thua, bởi lẽ nó thay đổi tính chất và diễn biến của trận đấu. Còn về mặt sân tôi nghĩ là đương nhiên là mặt sân không hoàn hảo, không quá tốt, nhưng mà với tôi thì tôi không muốn lấy lý do là mặt sân ra để báo trước cho bất kỳ kết quả nào. Bởi lẽ chúng tôi thì ngày hôm nay các cầu thủ vẫn rất cố gắng để duy trì và phát triển của mình đối chơi. The last one. Finish. Yes, I think the last one. Thank you. Từ huấn luyện viên Jose để mà có được một kết quả mà chúng ta hướng tới là một trận thắng, thì liệu rằng ông có nghĩ rằng chúng ta sẽ có cái sự thay đổi mang tính mạo hiểm hơn, mà có tính đột phá không trong cách chơi cũng như là trong cách sử dụng con người ở trận đấu tới đây? Cảm ơn ông. And of course, it would be a possibility to consider a different approach, even we keep the same philosophy, the same investment, but
Yes, the match was very positive about this information I got to that. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu tôi luôn luôn tìm cách để cố gắng và cải thiện hơn nữa sự hiệu quả trong lối chơi của đoàn đội. Dĩ nhiên là sau trận đấu ngày hôm nay thì tôi sẽ nhìn nhận lại sự thể hiện của tất cả các cầu thủ và từ đó để đưa ra những sự điều chỉnh ai là người đá chính, ai là người dẫn. Và dĩ nhiên là trận đấu tới thì tính chất của trận đấu được diễn ra ở sân nhà thì tôi coi đó là một lợi thế đối với đội. Dĩ nhiên là với năm quyền thay đổi người thì chúng tôi cũng sẽ tính toán thời điểm trong trận đấu để cần đưa ra sự bảo hiểm và thay đổi điều chỉnh trong trận đấu. Nếu mà bây giờ để nhìn nhận về phía góc độ đội Indonesia thì có khi là ở trận đấu tới họ có đặt mục tiêu chỉ cần hòa là có khi là đủ rồi. Và dĩ nhiên thì chúng tôi cũng sẽ cần rất cẩn trọng các tình huống mà họ chủ động chơi phản công, bởi vì đây là cũng là một thế mạnh của họ. Nhưng tổng kết lại trận đấu ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng tôi đã thu nhận được rất là nhiều thông tin về màn trình diễn của các cầu thủ trên sân và từ đó để giúp tôi đưa ra những quyết định tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Thank you. Vừa rồi là những phát biểu của huấn luyện viên Philippe Thuse, quý khán giả cũng đã nghe được đầy đủ. Vẫn là những câu nói rất quen thuộc sau mỗi trận thua của đội tuyển Việt Nam. Và kết quả là bây giờ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở vòng loại thứ 3 FIFA World Cup. Đồng thời chúng ta tụt xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng của FIFA. Và niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì một lần nữa lại đi xuống. Cái sự tức giận dành cho huấn luyện viên Philippe Thuse là rất lớn. Người hâm mộ yêu thương và ủng hộ đội tuyển Việt Nam vô điều kiện, đó là điều đương nhiên. Nhưng dành cho các cầu thủ, không phải dành cho huấn luyện viên Philippe Thuse nữa. Vlog ngoài được biết, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của Dũng vào trưa ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam sau khi mà mình quay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mình xin phép được chào tạm biệt cả nhà để còn đưa các cô chú anh chị kịp ra chuyến bay vào lúc 1:30 chiều ngày hôm nay. Xin được chúc sức khỏe quý khán giả và hẹn gặp lại cả nhà. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.